phần 8. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, tôi cũng quyết định thay đổi kế hoạch. Tôi không thể ngồi đây chờ tín hiệu của Thanh Thủy. Tôi mở cửa phòng, bước nhanh về phía lồng cầu thang, từ từ lên phòng đi đã. Tôi chợt dùng mình nghe ngay giọng nỉ non của Thanh Thủy. Nhìn xuống dưới, huyết mạch tôi hơi nóng lên, Thanh Thủy đang vặn vẹo né tránh thuần không ngừng. Hắn như một người đã đến cữ không nhịn được nữa. Hai người rẽ qua tầng hai, tôi nghiến răng bước nhanh xuống vừa bước đến lối ra tầng 2, tôi dừng phát lại. Gã thuần đang ghi lấy thanh thủy. Thủy chợt nhìn thấy tôi, hai mắt nàng hơi đỏ lên. Tôi siết chặt thành cầu thang như muốn vặn gãy nó. Cạch. Cánh cửa vừa mở, gã thuận đã bế sóc cả người thủy lên bước vào. Ánh mắt nàng khoảnh khắc cuối cùng nhìn tôi như cầu cứu. Tôi vội chỉ chỉ vào người mình, rồi chỉ vào cánh cửa. Tôi muốn ra hiệu với thủy tìm cách cho tôi lọt vào trong. Cánh cửa đóng sập lại, tôi sững người nhìn chằm chằm vào cánh cửa tôi cũng không biết nàng hiểu được ý tôi nói hay không nhưng chính tôi cũng không biết thủy sẽ làm thế nào để mở cửa cho tôi vào đầu óc tôi rối tung không nghĩ được cái gì thông suốt chai nước phải rồi vẫn còn mấy chai nước tôi tự lẩm bẩm với mình vừa chứng kiến vẻ hừng hực háo hức của gã thuần tôi biết khả năng hắn dừng lại uống nước có lẽ chỉ khi mọi chuyện đã xong xuôi nhưng có lẽ đây là hy vọng cuối cùng trong lúc này tôi chợt thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì lôi thủy vào chuyện này. Hối hận vì bỏ qua cơ hội vừa rồi khi gã thuần xoay lưng về phía tôi. Có lẽ nếu tôi đủ quyết đoán mà ra tay cho gã xỉu thì đã không cần chai nước nào, cũng không cần thanh thủy phải hy sinh. Tôi trượt dài xuống bờ tường ôm đầu. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên tôi thật sự muốn khóc. Không, tôi sực tỉnh ngồi dậy. Trả thù cho một người bằng cách để một người khác phải hy sinh là một chuyện phi lý tôi thả phá hỏng kế hoạch do mình vạch ra còn hơn để Thủy phải chịu thiệt thòi. Nợ của gã thuận vẫn còn đó, một lúc nào khác tôi sẽ đòi gấp đôi. Bước đến trước cánh cửa dán số 201, tôi hít sâu một hơi nghiến răng dơ chân lên. Cạch, cánh cửa bật mở. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Thanh Thủy lộ ra, nàng nhìn xuống bàn chân rừng giữa khoảng không rồi nhìn tôi mỉm cười, anh định phá cửa à? Anh sợ em bị hắn ăn mất phải không? Ừ, tôi đỏ mặt bỏ chân xuống hỏi, nó đâu rồi ngủ như heo trên giường kìa thanh thủy che miệng cười tôi đẩy cửa bước vào thở phào khi thấy thuần mặc nguyên si y như lúc tôi vừa nhìn thấy miệng há hốc phát ra tiếng thở ò ò liên tục bên cạnh hắn còn một chai nước suối uống dở tràn đổ ra ướt cả nệm giường tôi bước đến nhặt chai nước suối bỏ vào ba lô tôi không muốn để vân tay của thanh thủy lại hiện trường tôi quay lại thì thanh thủy đã chui thẳng vào lòng tôi nàng kéo tôi sát vào tôi đáp trả nàng mãnh liệt rồi cuốn vào nhau say mê em muốn em bắt đền anh thủy giết khẽ bên tôi cho em đi được không anh muốn lắm nhưng bây giờ không được mình phải rời chỗ này càng sớm càng tốt tôi thì thầm trên đôi môi khao khát của nàng hứ vậy anh phải hứa đêm nay anh là của em được không ừ anh hứa thanh thủy hài lòng gật đầu nàng bước lại cạnh giường ngồi lên bây giờ mình làm sao thanh thủy hỏi em chuẩn bị hắn nhé để anh sau thanh thủy hơi nhăn nhăn mũi không bằng góc anh phong của em ha ha tôi bật cười rút điện thoại ra nhưng thiếu người tác nghiệp thanh thủy chợt dãy này em không đâu không không phải em tôi xua xua tay không có thời gian giải thích tôi quay người mở cửa chạy như bay lên lầu vài phút sau khi Thanh Thủy lo lắng nhìn ra cửa thì tôi đã xuất hiện, kéo theo một người đàn ông không ngừng dùng rằng như phụ nữ. Nói trước là phải đẹp trai nha. Tôi không phải cứ có tiền là ai cũng được đâu. Đẹp trai, rất đẹp trai. Bảo đảm nha. Thanh Thủy che miệng nép sát tránh cho tôi và người kia đi vào phòng. Mặt nàng đỏ bừng lên như nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Ánh mắt đảo ra phía cửa, Thủy gión rén từng bước một. Thủy, ở lại đây, em còn hộ cho anh. Không, kệ anh đấy. Một tiếng đồng hồ sau, quán ăn gà chỉ xa lộ Hà Nội ở quận 9. Trời ơi, còn cái gì đâu mà oẹ hoài vậy? Thùy Vi lo lắng vỗ vỗ lưng tôi. Ha ha, trời ơi tao cười đến không thở nổi. Hi hi. Tôi cầm miếng khăn giấy của chị lau miệng rồi mệt mỏi quay lại bàn. Thấy tôi ngồi xuống thanh thủy nén cười vuốt vuốt người tôi. Thằng Phương dơ ly bia về phía tôi, lần này thật đáng giá. Ói cũng đáng đáng cái mặt mày may giỏi thì đi quay cảnh đó tôi cũng ly nó uống ừng ực cạn sạch để nuốt xuống hết cảm giác cứ muốn trào lên cổ ha ha bây giờ đoạn đó mày tính làm gì thằng phương xé cái cánh gà bỏ vào chén chị vi quay qua hỏi tôi kéo tay thủy đặt lên đùi mình rồi trầm ngâm suy nghĩ tao tính để nguyên đó vài ngày xem động tĩnh thế nào mới đưa lên mạng được như vậy có quá không chị vi chợt hỏi nghe lời nói ấp úng của chị không hiểu sao huyết nóng tôi lại bất ngờ sôi lên sao quá nó dám lấy chuyện danh tiết của chị ra cười đùa giờ chị lại lo cho nó sao không tàn nhẫn với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình đó chị biết không hả thanh thủy suýt chút nữa phải hy sinh cả thân chỉ để tìm được một cơ hội giải tỏa cho chị anh thôi đi thanh thủy níu tay tôi chị vi cúi đầu hai vai run run nước mắt bắt đầu chảy không hiểu sao vẻ yếu đuối của chị lúc này lại không gợi lên tôi chút thương cảm mà như thêm dầu vào lửa tôi không kìm được nói tiếp bao giờ chị mới hết kiểu yếu đuối như vậy người ta leo lên đầu ngồi chị còn sợ người ta trượt chân ngã sao im đi đủ rồi thằng phương nạt ngang tôi buồn bực cầm ly bia uống một hơi cạn sạch phương hậm hực nhìn tôi rồi nắm tay chị vi nói thôi không có gì đâu phong nó chỉ muốn tốt cho chị Chị Vi gật gật đầu không trả lời nhưng bàn tay chị Phương đang nắm vẫn ngoan ngoãn để yên không rụt về. Tất cả những cử chỉ nho nhỏ đó đều không thoát khỏi mắt tôi nhưng lòng tôi lại trống rỗng vô cảm. Tôi nhìn lên tán cây xanh mát trên đầu thầm thở dài. Giây phút tôi trả được thù cho chị lại vô tình đẩy chị vào vòng tay người khác. Khách sạn Bồng Lai, Nguyễn Đình Triều Dưới ánh sáng vàng nhạt chan hòa cả gian phòng tắm tràn ngập hương sắc kỳ diệu, trong bể tắm lớn lớp bọt xà phòng không ngừng sao động, tôi và nàng bên nhau với hương vị ngọt ngào. Anh đang buồn à? Thủy thì thảo yếu ớt. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nàng hỏi, không, có một người đẹp như em sao buồn được chứ? Hứ, anh giấu ai chứ? Chị Vi đi về với anh Phương anh rất buồn. Em thấy được mối quan hệ của anh và chị Vi không bình thường đâu. Mối quan hệ chị em bình thường dù không quan hệ ruột già cũng không sinh ra cảm giác dựa dẫm như vậy nàng xoa bọt xà bông lên người tôi nói dù sao cũng một lần bị yến châm nhìn ra tôi không còn ngạc nhiên nữa tôi trầm ngâm một lúc rồi nói anh thật ra anh lo lắng nhiều hơn anh hơi nóng giận rồi hai ngày nay từ lúc vân nhu rời xa tôi trong người tôi như nung nấu một ngọn núi lửa tôi va chạm với đám cầm đồ tôi nạt nộ la hét cô ngọc nhi và bây giờ là chị vi tôi biết mình nóng giận vô lý với chị tính chị vốn yếu đuối tôi đã biết từ lâu nhưng tôi thật sự lo lắng cho chị tôi rời khỏi nhà vài ngày chị đã chơ vơ không biết bấu víu vào đâu vậy thì sau này chị phải sống như thế nào ở cái xã hội đầy dễ dối trá lừa lọc này anh phương thật ra không tệ như bề ngoài anh ấy thể hiện đâu thanh thủy nói nhỏ rồi nhìn lên tôi như sợ tôi bực mình thấy vẻ mặt điềm tĩnh của tôi nàng thả lỏng nói tiếp anh phương là người rất cố chấp em từng thử thay thế vị trí của vân nhu trong lòng anh ấy nhưng em đã thất bại tôi mỉm cười Thanh Thủy bĩu môi tiêu nghỉu. Tôi mỉm cười dùng ngón tay đùa nghịch đôi môi đỏ hồng chu ra làm nũng của nàng. Nàng há miệng cắn nhẹ ngón tay tôi giọng u uất nếu em thành công thì đã không có buổi karaoke kia, quyền mập cũng mơ mới chạm được vào em, cũng không có đêm nay. Và cũng không có chuyện chị Vi rời khỏi anh. Thấy nét mặt tôi hơi xa sầm Thủy rụi rụi đầu vào cổ tôi, em xin lỗi. Không, không phải lỗi của em. Tôi thở dài cúi xuống đặt nhẹ lên đôi môi nàng, anh chỉ lo lắng rằng chị Vi cũng sẽ thất bại như em, mà chị lại yếu đuối hơn em nhiều. Ơ, chị Vi khác em chứ? Thanh thủy giữ người nói. Sao khác? Tôi tròn mắt hỏi. Em, em là chủ động đến với anh Phương. Nàng hơi đỏ mặt thú nhận. Chị Vi lại do anh Phương chủ động mà. Thì sao? Quả thật mỗi tên hai chiều này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nam nữ bình đẳng, ai chủ động thì đánh giá được kết luận gì đâu. Anh không biết rồi từ xưa đến nay anh phương có rất nhiều bạn gái nhưng trước giờ chỉ có vân nhu và nay là chị vi là anh thật sự chủ động thanh thủy bĩu môi có chút ảo não em thật sự có chút ghen tị với chị vi đó tôi bật cười rồi làm ra vẻ giận dữ còn bên anh mà đã suy nghĩ đến thằng khác hả em xem anh là gì đây ứ ừ, em phải hỏi anh xem em là gì mới đúng đó Thanh thủy choàng tay qua cổ tôi nhìn vào mắt tôi nói, em biết tim anh không có chỗ trống cho em. Em cũng thất bại một lần rồi, nên không muốn ngã đau vì Vân Nhu lần nữa. Sau này, em chỉ muốn là người tình bí mật của anh thôi, được không? Tôi không trả lời. À, anh so với thằng Phương thế nào? Ưm, um, kỳ cục quá. Không nói đâu. Nàng gục đầu lên vai tôi giấu đi gương mặt đỏ bừng. Anh có thể đoán được mà. Anh thích nghe em nói. Tôi nhìn lên gương mặt đỏ ửng men tình của Thanh Thủy. Là anh được chưa? Ôi đáng ghét. Anh lợi hại thế nào? Nàng nấc khẽ từng tiếng. Anh, anh xịn hơn. Lại còn ok hơn. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Ha ha. Thanh Thủy che mặt cười nắc nẻ, ánh mắt sắc lẻm nhìn lên tôi. Em muốn sau này dù lúc anh gần Vân Nhu cũng phải nhớ đến em. Ha ha. Vậy thì đêm nay phải thêm nhiều chuyện đáng nhớ nha em. 23 giờ cùng ngày. Tôi rẽ xe vào con hẻm nhỏ, lòng hơi hồi hộp nhớ đến quy định giới nghiêm của cô Ngọc Nhi. Ngày mai tôi còn nghỉ một ngày, nhưng Thanh Thủy sáng mai phải đi học sớm, tôi lại không thích ngủ khách sạn một mình, đành cắm đầu chạy về nhà trọ. Con hẻm tắt đèn khá sớm, ánh đèn xe của tôi sáng lòa quét ngang qua. Bất ngờ tôi phát hiện hai bóng người đang đứng trước nhà, cô Ngọc Nhi và một người đàn ông dáng người cao giáo ăn mặc sang trọng, Tôi vội tắt đèn xe chậm chậm lướt đến. Cô Ngọc Nhi có vẻ mất tự nhiên khi nhìn thấy tôi. Em chào chị. Chào anh. Ừ, Phong vào nhà đi em. Cô Ngọc Nhi nói khẽ, tránh một bên cho tôi dắt xe vào nhà. Ông ta chạc 35 tuổi, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai, khí chất trên người đạo mạo như một thầy giáo. Tôi dắt xe lướt qua, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ông ta đang dán chặt lên người mình. Không hiểu sao nhìn thấy gã đàn ông đó tôi lại nghĩ đến một người. Thầy Tùng, giáo viên ưu tú của Hồng Nghĩa, người anh rể mơ ước của chị Ngọc Trâm. Tôi dựng trống xe, không đi lên lầu ngay mà nép sát vào vách tường phòng khách lắng nghe. Thật xấu hổ à? Mà không nghe thì không chịu được. Tôi muốn biết tất cả thứ gì có liên quan đến cô Ngọc Nhi. "Đây là." Ông ta hỏi khẽ. "Học sinh ở trọ thôi." Giọng cô Ngọc Nhi có vẻ mất kiên nhẫn. "Nhà hai chị em nữ, sao lại nhận một đứa con trai ở trọ chứ? Em không thấy bất tiện à?" Thì liên quan gì đến anh? Cô Ngọc Nhi nói giọng lạnh lùng. Anh đi về đi. Khuya lắm rồi. Mai tôi còn phải đi dậy sớm. Sao em lại nói vậy? Anh gọi em khóa máy. Anh tìm em tránh mặt. Anh khó khăn lắm mới gặp được em. Người kia này nghỉ. Gặp tôi để làm gì? Tôi và anh không có gì để nói nữa. Hôm nay nếu không phải vì Ngọc Trâm tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Mình làm lại từ đầu đi. Bố anh cũng rất hối hận đêm đó chát nghe thấy âm thanh này tôi chợt dùng mình da mặt cũng ê ê khó chịu tâm ngay tôi không muốn nghe nữa anh cút ngay cho tôi cô ngọc nhi hét lên và tiếng đóng cửa sắt vội vã cô dám đánh tôi gã đàn ông kia rít lên giận dữ cô tưởng tôi muốn đến đây năn nỉ cô sao còn ra vẻ thanh cao do ông bố tôi nhớ nhung cô mà thôi nghe rõ chưa hả cút đi Cô Ngọc Nhi hét đến lạc giọng gục xuống khóc nức nở. Cánh cửa chợt mở ra từ từ, nước mắt nhòe nhòe, chợt cô hoảng hốt thấy bóng tôi lướt qua thật nhanh. Không, Phong đừng, cô hoảng sợ la lên. Mày, mày muốn làm gì? Gã đàn ông cao cháo, mắt kính lệch xéo trên mặt cố vùng vẫy không thoát được nắm tay tôi siết chặt cổ áo hắn. Từng lời hắn nói còn vang vọng trong đầu tôi. Đây là lý do cô Ngọc Nhi rời khỏi nơi đó sao? hai nắm tay tôi siết chặt lại phát ra tiếng răng rắc gã đàn ông cả người run rẩy sợ hãi phong làm gì vậy bỏ anh tùng ra em điên hả chị ngọc trâm lúc này vừa chạy ra chứng kiến tôi xách cổ áo thần tượng của mình liền hét lên trâm em không hiểu đâu lên lầu đi chị van em cô ngọc nhi hoảng hốt ôm cứng lấy ngọc trâm không tại sao chị buông em ra Tôi nghiến răng ken két như muốn nghiền nát cả răng mình. Ánh mắt tôi như có lửa nhìn sâu vào mắt gã, gần rõ từng tiếng. Mày còn đến đây một lần nào nữa? Tao cho mày hết đi đó. Tao nói chưa bao giờ không làm. Cút, rời khỏi tay tôi gã loạn choạng lùi lại. Hậm hực hắn trở về ngồi lên xe máy của mình. Ánh mắt hắn chợt quét qua gương mặt tôi rồi nhìn về phía hai chị em lóe lên tia cay độc tôi chợt dùng mình cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt chưa kịp phản ứng thì hắn đã mở miệng nói em châm anh xin lỗi anh đã cố gắng nhưng chị em bất chấp luân lý cùng với một thằng học sinh còn nhỏ hơn tuổi em anh mày muốn hắn không kịp nói hết lời thì tôi đã gầm lên lao đến hắn nhếch mép cười rồi rú ga chiếc xe lao đi lướt qua mặt tôi hai chân tôi điên cuồng thúc giục nhưng khoảng cách vẫn cứ xa dần Tôi thở hổn hển nhìn theo bóng lưng gã mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Giây phút này thật sự lần đầu tiên trong đời tôi hiểu đúng ý nghĩa của chữ căm thù. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có thể ghét bỏ, căm tức một người khác đến mức này. Đưa cho tôi một cái gì đó ngay giờ phút này, tôi sẽ không chút chần chừ mà cho gã gặp ông bà ngay lập tức. Nghĩ đến những lời gã vừa nói, lại nghĩ đến cái đầu ngây ngô non cạn của chị Ngọc Trâm. Không, không ổn rồi, tôi gào thét trong lòng, ngay lập tức chạy ngược về nhà từ xa tôi thấy cô ngọc nhi gào thét tuyệt vọng níu lấy cánh tay ngọc trâm trâm em không thể tin chị sao chị ngọc trâm khóc nức nở ngồi trên xe cố dãy khỏi cánh tay chị không chị chị lừa dối em làm sao chị có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy chứ trời ơi y ba cảnh tượng trước mắt làm trái tim tôi như bị xé vụn thành từng mảnh nỗi đau này làm nước mắt tôi trào ra cơ thể tôi run rẩy hai chân không bước đi nổi chị ngọc trâm vụt khỏi tay cô ngọc nhi chiếc xe lao thẳng về hướng tôi nước mắt bất lực chảy dài trên mặt tôi tôi giơ lên hai cánh tay vô vọng chị trâm chị hiểu sai rồi chị trâm đừng đi cánh tay tôi bắn ngược ra sau đau nhói chị lao vút qua mất hút ngoài con hẻm trâm cô ngọc nhi gào lên rồi ngã quỵ ô khét cửa phòng tôi vẫn nghe được âm thanh nức nở đau đớn của cô ngọc nhi bên trong tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang cả người chìm trong bóng tối não nề tại sao tại sao một người phụ nữ xinh đẹp với tâm hồn hy sinh cao cả như cô lại lâm vào hoàn cảnh như vậy lỗi do ông trời muốn đày đọa cô sao không không có ông trời nào ở đây cả tiếng khóc của cô ngọc nhi đã ngừng lại tôi hé cửa nhìn vào trong nhìn thấy bờ vai thon gầy của cô đã thôi rung động cô đã quá mệt mỏi ngủ thiếp đi tôi đóng cửa lại thật khẽ và từng bước đi về phòng mình Nằm trên giường của mình nhìn lên trần, hai mắt tôi mệt mỏi cay xe vẫn không ngủ được. Nghĩ đến chị Ngọc Trâm lòng vừa giận, lại vừa lo lắng. Một đứa con gái ngốc nghếch như chị có thể đi đâu giữa đêm khuya như thế này. Cô Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại chỉ khóc, cũng không bảo tôi đi tìm chị. Tôi lại thật sự không yên tâm để cô ở nhà một mình trong lúc này. Lúc này có lẽ đã gần 3 giờ sáng. Tôi thở dài, nhắm hai mắt lại cố tự du bản thân mình. Cách. Ngay lúc này một tiếng động nhỏ vang lên bên tai tôi mở choàng hai mắt, nhận ra đèn trần tắt ngúm, căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Cánh cửa phòng lay động rồi mở ra, một bóng đen vội vã bước vào rồi đóng chặt cửa. Căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối tuyệt đối, giơ tay không thấy ngón. Tôi thấy hơi thở mình tắt nghẽn. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một bóng dáng quen thuộc, cô Ngọc Nhi. Nhưng màu sáng loang loáng lướt qua như nháy mắt đó nói cho tôi biết rằng cô như thế nào cô giáo của tôi người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp lại đang bối rối trong góc phòng ngủ của tôi giờ phút này sau những chuyện vừa xảy ra tôi lại không dấy lên chút háo hức nào tôi nhắm mắt nằm im lặng mà lòng ngổn ngang suy nghĩ rằng xé sẽ... tôi nghe được tiếng bước chân ngập ngừng và hơi thở sợ hãi của cô ngọc nhi tiến đến sát chân giường chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt thật khẽ chiếc chăn tôi đang đắp từ từ giờ lên rồi cô nằm sát tôi cô tôi khẽ hô thì đôi môi cô đã không để tôi nói tiếp cả cơ thể tôi cứng đơ sững sờ một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào tâm trí làm tôi mê muội một chút lý trí còn lại của tôi vùng lên mạnh mẽ không điều này nếu có xảy ra cũng không thể như vậy không cô đừng như vậy tôi quay mặt rời khỏi mà thấy lòng hụt hẫng đầy luyến tiếc cô sững sờ lặng im một lúc rồi giọng nghẹn ngào vang lên bên tai tôi em em chê sao không Tôi gần như không suy nghĩ hô lên. Làm sao em có thể suy nghĩ như vậy? Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng em. Cô áp mặt lên người tôi sụt sùi khóc. Đó là trước đây thôi. Giờ em đã biết rồi. Cô thật sự rất không tốt. Cô, cô nghẹn ngào nức nở. Không, không. Tôi ngăn lại lời cô nói bằng một nụ hôn với tất cả tình cảm và lòng ái mộ của tôi dành cho cô. Cô Ngọc Nhi thì thầm yếu ớt. Của em tất cả đó tự nhiên đi. Tôi nghiến răng kìm nén, lý trí tôi mách bảo. Trong cơn xúc động này, cảm giác về chuyện cũ làm cô Ngọc Nhi đau dằn vặt, cô muốn tìm một người đàn ông khác bôi mờ đi những vết tích còn lại trong tâm trí cô. Và tôi gần như là người đàn ông duy nhất hiện giờ cô có phát sinh chút va chạm dù phần lớn là vô ý. Điều đó cũng không có nghĩa rằng cô Ngọc Nhi thật sự muốn tôi nếu tôi thật sự xâm chiếm cô ngọc nhi đêm nay dù là theo yêu cầu của chính cô thì ngày mai kia khi mọi cảm xúc bình ổn lại cô sẽ không dám đối mặt với tôi và vĩnh viễn xa cách với tôi tôi không muốn không bao giờ muốn điều này xảy ra tôi rút nhẹ cánh tay mình dứt khoát ngồi dậy bước xuống giường cách đèn trần lóe sáng cả gian phòng tràn ngập ánh sáng em làm gì vậy cô ngọc nhi co rúm cả người dưới lớp chăn mỏng che kín gương mặt đỏ bừng Tôi ngồi xuống giường bên cạnh cô Ngọc Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tôi thở dài rồi nói, em muốn cô thấy rằng, cô không dám đối diện với em, cũng như cô luôn trốn tránh sự thật đã xảy ra. Cách vượt qua một nỗi đau không thể dùng một nỗi đau khác để chồng lấp nó. Em không muốn mình trở thành một vết ám ảnh trong tâm trí cô. Cô Ngọc Nhi gục đầu trên gối không trả lời tôi, nhưng mái tóc dài đen óng của cô khẽ rung động như lòng cô đang cuộn sóng em không biết chuyện gì đã xảy ra và sẽ không bao giờ hỏi em chỉ muốn cô hiểu rằng cô không hề có bẩn cô đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào em gặp trước đây sau này và vĩnh viễn đều như vậy phong ơi cô ngọc nhi vùng dậy lao vào lòng tôi bờ vai cô run rẩy nức nở cô cô bị chính người đàn ông mình yêu thương tin tưởng lừa gạt hắn bỏ đồ vào nước uống để cha hắn bao nhiêu năm gìn giữ lần đầu của cô lại cô nghẹn ngào giấm dứt cô đã muốn ra đi ngay đêm đó nhưng cô phải tiếp tục sống sống trong cái cơ thể bẩn này vì trên đời này cô còn có ngọc trâm tôi cúi xuống ôm chặt bờ vai run rẩy của cô nước mắt không thể kìm nén chảy dài lên vai cô câu chuyện của cô làm lòng tôi đau đến mức không thể thở nổi một người phụ nữ hoàn hảo như vậy lại phải âm thầm chịu đựng sự tổn thương tâm hồn không một nơi chia sẻ hôn nhẹ lên bờ vai cô hai mắt lặng lẽ lóe lên một tia sát ý lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác muốn tất cả bây giờ chị trâm thì sao tôi ngập ngừng một chút cô ngọc nhi rụi rụi mắt ngồi dậy túm chặt tấm chăn bao kín người ánh mắt vẫn bối rối né tránh nhìn thẳng vào tôi cô nói nhỏ trâm đã đến nhà bà ngoại bà đã gọi báo báo cho cô cô ngưng lại không nói hết nhưng tôi biết cuộc điện thoại đó chắc chắn không dễ chịu gì Tôi đưa tay lên, cô Ngọc Nhi hơi sững rồi cúi đầu, để bàn tay tôi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Cô nhìn tôi đôi môi xinh đẹp cố gượng cười, lại đưa tay lau lên mặt tôi. Con trai mà cũng biết khóc sao? Em khóc nhiều chứ? Tôi giả vờ ngạc nhiên. Đường lên Sài Gòn học em nhớ nhà khóc bù lu bù loa suốt 4 tiếng đồng hồ đó. Phì, xạo, cô không tin. Tôi mỉm cười vuốt ve mái tóc đen óng mềm mại như tơ của cô Ngọc Nhi cô ngã đầu áp bên gò má mịn màng đỏ ửng xinh đẹp vào lòng bàn tay tôi ánh mắt hơi ngượng ngùng nhìn tôi nói cô mệt rồi tối nay có thể cho cô ngủ ở đây bên cạnh em được không tôi gật đầu lùi người ra ngoài ngả lưng nằm xuống cô ngọc nhi vuốt lại mái tóc ra sau lưng hai má ửng hồng nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên cánh tay tôi tôi và cô im lặng nhắm mắt mà như nghe được hai trái tim cùng đập rộn ràng phong cô vẫn nhắm mắt kêu khẽ tên tôi em đây tôi trả lời nhiều khi cô nghĩ nếu em sinh ra sớm hơn 10 năm thì thật tốt tôi không trả lời chỉ nắm lấy bàn tay cô siết chặt em muốn cô không em muốn em muốn có cô ngay lần đầu em thấy cứ tự nhiên đi phong hôm nay nhi cho phong cô ngọc nhi buông tay tin tôi như muốn ngừng đập hai gò má cô đỏ ửng ngượng ngùng hai cánh tay cô đưa về phía tôi đến đây với nhi đi phong tiếng cô gọi tên tôi vang vọng như gần trước mặt lại như rất xa tôi muốn đuổi theo nhưng không nhấc được chân lên phong đến đây phong một tiếng hét lanh lảnh vang lên bên tai làm tôi giật bắn cả người mở choàng hai mắt ngay trước mắt tôi là gương mặt đỏ bừng giận dữ của chị ngọc trâm ngọc trâm trở về rồi cả người tôi ngay lập tức lạnh toát sợ hãi mồ hôi như nước tháo đập tràn ra ướt cả lưng áo quay ngoắt sang bên cạnh tôi liền thở vào nhẹ nhõm bên cạnh tôi trống trơ không có gì ngoài tấm chăn xếp lại gọn gàng vuông vức chị ngọc nhi đâu ngọc trâm hỏi tôi sao sao em biết được em mới dậy mà chắc đi dậy sớm rồi à tôi len lén rũ rũ lưng áo còn ướt mồ hôi của mình bước xuống giường chị trâm có lẽ đã được bà ngoại khuyên giải rất nhiều mới chịu suy nghĩ lại mà về ngay buổi sáng nay chị ngọc trâm hậm hực ngồi xuống giường nhìn tôi đi qua đi lại trải đầu thay áo mà nhịn không nổi dậm chân hét lên. Đứng lại đi, chị muốn hỏi em chuyện hôm qua. Chị muốn hỏi gì? Tôi đưa chiếc máy cạo râu gì gì lên cầm nhìn chị qua chiếc gương trên tủ áo. Chuyện anh Tùng nói, em và chị Nhi. Chiếc máy liền tắt ngúng trong tay tôi. Tôi thở dài đặt nó lại lên đế sạc, quay lại ngồi xuống giường bên cạnh chị. Vậy chị tin không? Tôi nghiêm túc nhìn chị hỏi không nhưng mà anh tùng không thể nói dối chị được ngọc trâm lắc đầu đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc mặt tôi muốn đen lại nhìn chị trâm không biết nói gì chị trâm có nhiều điểm giống chị vi đến lạ lùng đã yếu đuối lại dễ tin người vì thế cô ngọc nhi luôn phải bảo vệ chị từng ly từng tí nhưng cá nhân tôi lại không cho rằng điều này là đúng hoặc có thể biện pháp thực hiện chưa phù hợp người ta lớn lên phải có va chạm phải có té ngã thì mới trưởng thành được tôi trầm ngâm một chút rồi nói Em không muốn giải thích nhiều, em chỉ muốn hỏi giữa chị Nhi và người kia, chị tin tưởng người nào nhất? Dĩ nhiên là chị Nhi rồi." Ngọc Trâm trả lời ngay không suy nghĩ. "Vậy thì được rồi." Chị Nhi nói không có tức là không có. Tôi nhún vai đứng lên. "Nhưng, chị, chị vẫn muốn nghe em nói." Tôi ngạc nhiên quay lại. Chị Trâm hơi đỏ mặt cúi đầu né tránh ánh mắt tôi. Bất chợt cả người tôi dần rợn dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Mồ hôi trên lưng tôi vừa khô lại xuất ra đầm đìa. Sẽ không phải chứ. Ta biết ca soái, Nhưng cũng không cần ồ ạt như vậy chứ. Ta tiếp không nổi à. Tôi hít một hơi thật sâu, trở lại ngồi xuống giường, lại cố tình ngồi cách chị châm xa hơn khi nãy một chút. Tôi nói chậm rãi, giữa em và chị Nhi không có gì xảy ra hết. Em, em thể đi. Chị Ngọc Trâm nhìn tôi mím môi nói. Tôi chưng hửng nhìn chị rồi nhăn nhó nói, em nói không có là không có, tại sao em phải thề em không thể tức là em có vấn đề mẹ ơi tôi suýt nữa đưa tay cho con nhỏ này một trận nhìn đôi mắt to tròn đỏ hoe như cả đêm không ngủ của chị tôi lại thở dài cả người mềm nhũn nói chị muốn em thề sao đây thì nếm ba ngón tay đưa lên trời như vậy chị tự làm ví dụ cho tôi xem tôi chán nản làm theo giơ ba ngón tay chĩa lên trần nhà nói theo chị tôi lê tuấn phong suốt cuộc đời này sẽ không phát sinh quan hệ tình cảm với chị Đỗ Ngọc Nhi. Chị Ngọc Trâm nói giọng đều đều như đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Không được, ai lại thề như vậy? Tôi dãy nảy la lên. Sao không được? Chị Trâm chống nạnh giận dữ hỏi. Tôi xua xua tay kiên nhẫn giải thích. Không ý em nói là thề như vậy không Linh. Chị hiểu không? Trái đất có tới 7,7 tỷ con người. Ông trời cũng rất bận nha, Thề thốt không đúng cố pháp là ông gạt ra ngay. Ồ, vậy phải làm sao? Chị Ngọc Trâm nghiêng đầu tập trung lắng nghe. Chị muốn học sao? Ừ, chị gật đầu kiên quyết. Ok, vậy làm theo em nha. Tôi chấm ba ngón tay lên đầu lưỡi chĩa thẳng lên trần. Chị Trâm liền làm theo vẻ mặt rất nghiêm túc. Lặp lại theo em. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Thiên Linh Linh địa linh linh chị trâm lẩm nhẩm đọc theo tôi tôi tên đỗ ngọc trâm này sao chị quay qua liền bắt gặp ánh mắt thành tâm thần thánh của tôi liền nuốt vào tiếp tục đọc tôi tên đỗ ngọc trâm tôi gật đầu hài lòng mở miệng đọc tiếp nguyện suốt cuộc đời này không yêu anh lê tuấn phong nguyện suốt cuộc đời này không yêu chị chợt im bặt mặt đỏ bừng quay qua tôi gắt lên chị yêu em bao giờ hả Tôi vỗ đùi đánh đét một cái vang cả phòng nói lớn. Thì đó, rõ ràng là chị không yêu em. Lại bắt chị thể không yêu em. Chị thấy có nhảm nhí không? Ờ, cũng có chút. Chị châm đỏ mặt gật gật đầu. Vậy là được rồi. Mấy lời thề thốt nhảm nhí này ít nói một chút nha. Ông trời nghe bực mình sẽ phạt đó. Nhưng, chị châm thấy gì đó chưa đúng lắm nghiêng nghiêng đầu lẩm nhẩm. Ây ra, đói bụng rồi. Chị ra đi, để em thay đồ đi ăn sáng. Đói run cả tay rồi. Tôi lùa chị Ngọc Trâm còn ngơ ngẩn lầm nhầm ra khỏi phòng. Sập cửa lại tôi liền thở vào như thoát nợ. Tôi nhận ra mình đã ngộ nhận chuyện chị Ngọc Trâm thích mình. Thật ra chị chỉ như một đứa con nít không muốn mẹ một ngày rước về một người cha ghẻ nhỏ hơn cả tuổi mình. Còn về phần tôi, tôi càng không muốn thề thốt một chuyện không chắc chắn trong tương lai. Dù sao trên thế giới, rất nhiều phi hành gia có xuất phát điểm từ phi công nhà. Quán cà phê Legend, đường Tú Xương. Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình